Này, sáng nay thì mình vừa nổi được mấy cái sắt này này. Rồi mất thời gian mình quay. Rồi chiều nay thì mình sẽ dùng một cái khung vàng này này. Sắt 25x25 để mà làm một cái ghế. Để mà làm ổn thì mình sẽ bấy theo đó rồi làm thêm mấy cái ghế khác thôi. Rồi làm xong cái ghế đó thì mình sẽ làm tiếp cái khung này. Khung trên. Đây nha.